cho em đúng không? Không có, chó sẽ đùa chó. Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau, ta 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 tùm ta tùm ta tùm. Trời ơi. 1001 bí kíp để thành thám tử. Ồ ghê à. Kỳ vậy ta? Gì vậy? Đâu kìa. Gì? Kiếm gì vậy? Tiền. Mất tiền hả? Không phải là mất nhưng mà nó cũng gần như là mất. Chị để đâu vòng vòng trong nhà này mà chị... Ủa, sao đó? Để đâu? Mất bao nhiêu tiền? Khoảng 500 ngàn. Trời ơi, 500 ngàn luôn hả? Mà không phải là mất. Chứ sao? Sáng nay chị đi chợ. Đi chợ về thì bà Châu bán muối á. Bữa bà nợ tiền chị. Ngày nay bà trả. Chị cầm trên tay xong cái chị vô nhà thì có điện thoại gọi đến. Cái chị bỏ đâu vô một cái giọt gì chị không nhớ. Xong rồi cái tự nhiên lúc đó điện thoại gọi đến rồi cái chị nghe điện thoại. Chị khoan nói nữa. Rồi cái xong rồi mất tiêu đâu luôn. Chị khoan nói nữa. Hả? Em sẽ giúp chị tìm lại 500 nghìn. Em sẽ điều tra cho chị. Trời ơi, không biết có điều tra được gì không, mình thấy làm màu quá vậy. Muốn trở thành một thám tử, đầu tiên chúng ta phải có tính hiếu kỳ. Điều chuyện đó, em nói gặp bất cứ trường hợp nào cũng phải có tính kiên nhẫn. Kiên nhẫn cái gì chứ? Và muốn trở thành một thám tử, mình phải có tính linh hoạt, sức khỏe tốt, phản xạ tốt. Có 3 bước để phá án. Bước đầu tiên, quan sát. Rồi quan lẹ lên đi, xét xét gì đó, xét nhanh đi. Bước thứ hai là lắng nghe. Bước thứ ba là suy luận. Nói là nãy giờ nói theo sách. Chị cần cái thực tế nè, bây giờ làm sao tìm lại cái tiền đó cho chị? Đầu tiên mình phải quan sát hiện trường. Ok, em quan sát đi. Trời ơi, kiểu này chắc tới 8 năm sau tôi mới tìm lại được tiền của tôi quá luôn á. Cái này coi làm sao ta, À đúng rồi, thấy rồi. Được không? Sao? Ê, cái gì? Thấy rồi hả? Nó ở trong này hả? Trong cái này hay sao? Trời sao chị lại nhét ở trong này chị không nhớ? Ủa sao lau bàn rồi mà bàn vẫn còn dơ quá ta? Ôi, tào lao! Tự nhiên la lên làm hết hồn, tưởng là tìm được tiền rồi. Đang quan sát. Chị bình tĩnh, Bước tiếp theo là mình phải coi là bước thứ hai nãy em nói là gì ta? Thứ hai là suy luận. Chưa, suy luận là bước thứ ba. Lộn rồi. Chờ xíu đi. Hệ thống là cái gì đó? Chờ xíu đi. Trời ơi, tôi như ngồi. Đó, nói lại vậy nè. Đầu tiên là quan sát. Ừ. Thứ hai là phải biết lắng nghe. Lắng nghe giờ ai nói ai nghe đi. Lắng nghe cái gì? Bây giờ tôi yêu cầu chị trả lời thành thật các câu hỏi của tôi. Chị có nhớ rằng chị đã để quên cái tờ tiền 500 ngàn ở đâu không? Bây giờ tôi chỉ nhớ là như vậy nè, sáng nay tôi đi chợ. Sau khi tôi đi chợ về, như nãy tôi đã kể là người ta trả tiền cho tôi. Tôi cầm tờ tiền đó, xong rồi tôi đi vô nhà vệ sinh. Rồi sau đó? Sau đó tôi cởi... Ủa có cần phải kể rõ vậy không? Chị phải kể đi, chị đó nó sắp ra rồi đó, Chị cởi nhiều khi nó cởi ra cái nó rớt xuống. Lúc chị đứng dậy chị có thấy tờ tiền rớt xuống? Rớt trong tu lét đúng không? Không. Chứ sao? Tờ tiền vẫn còn. Tại vì tôi nhớ là lúc đó trên tay tôi ướt á. Cho nên là tôi có cảm giác rất là khó chịu. Chắc chắn là cái thời điểm đó là tờ tiền vẫn còn trên tay tôi. Đúng rồi. Sao nữa? Sau đó là tôi đi ra ngoài, tôi đóng cửa nhà vệ sinh lại. Tôi dặm chân, tôi lao chân. Rồi. Không có cần tới cái chân, cái tay thôi. Tờ tiền đang cầm trên tay mà. Tưởng là phải kể chi tiết vậy. Rồi tiếp đi chị. Sao nữa? Rồi tôi mới hứng. Chị hứng nước.
đứng chụp hình. Rồi chụp hình selfie. Chụp hình. Lúc mà chụp hình thì tờ tiền còn nằm trên tay không? Vẫn còn. Tại vì tôi vẫn cảm thấy khó chịu lắm. Thì cái tờ tiền lúc này là chị hết chịu nổi nó rồi. Chị cứ phải cầm nó, mà cầm cái điện thoại chịu hết nổi rồi. Chị phải giải tán nó thôi. Thì chị đã cất nó vô một cái, nó không phải là cái hộp em ơi, nhưng mà nó là cái hộp, nhưng nó không phải cái hộp, nó giống như cái hộp. Rồi khoan, ngưng ở chỗ này. Lúc mà chị bỏ vô cái vật đó thì trong nhà có ai không? Có. Đó. Ai? Đúng ha. Ngoài chị ra là còn người nữa mà. Tại sao chị lại không nhớ là còn người đó chứ? Cái người đó? Ừ. Ai? Ai? Đúng rồi. Chính là em. Chị đừng nói nữa. Em có đủ thông tin rồi. Đủ thông tin cho chị rồi. Sao? Theo như sách vở người ta chỉ, trong cái hiện trường này có hai người, em và chị. Đúng. Mà chị là người mất tiền. Ừ. Thì thủ phạm chính là em chứ không ai. Thủ phạm chính là em chứ không ai. Chính xác luôn á. Nhưng mà đó là mình phân tích theo sách thôi. Trời, em không có lấy tiền của chị. Trời đất ơi, em lấy tiền chị lại là em ngồi đi làm gì? Tạo chứng cứ ngoại phạm. Không có. Em đừng có nói dối chị. Em nói thẳng ra luôn đi, 500 ngàn chị có thể cho em luôn cũng được. Nhưng mà chị ghét nhất là nói dối. Chị cho em thôi, giờ thôi bỏ qua luôn. Cứ nói gì nữa. Em nói thật thì chị bỏ qua. Thì em nói thật là em không có lấy. Em nói thật đi thì chị sẽ tha. Chị chờ em xíu em. Này nó bày trò gì nữa đây. Chị ơi. Rồi, sẵn sàng chưa? Bây giờ mình điều tra lại từ đầu đi. Gì nữa? Tại vì em nghĩ là chị sẽ bỏ sót một cái chi tiết nào đó rất quan trọng. Trời ơi, bây giờ, không lẽ giờ kể lại từ đầu? Không, em không cần chị kể nữa. Chị kể dài dòng quá. Lỗi. Em đang thắc mắc là chị nhét vô cái gì đó thì em mới có thể điều tra ra được. Lúc mà chị đi về, chị có nhớ là chị cầm cái gì không? Chị cầm gì sẵn chị tiện, chị nhét vô hay là chị cầm... Ê, khoan, đúng rồi. Tại sao nãy giờ chị lại nhớ là chị luôn có cái cảm giác khó chịu khi mà chị cứ phải vừa cầm cái điện thoại mà vẫn phải cầm cái tờ tiền đó? Tại sao chị không một tay cầm điện thoại và một tay cầm tờ tiền? À, tức là một tay của chị đang bận cầm cái gì đó cái... đúng không? Đúng rồi. Vậy là tay bên này chị cầm cuốn sách. Chị cầm một cuốn sách đó, thấy chị sáng nãy khi mà chị đi công chuyện là chị thấy có một cái cuốn sách là 1001 đêm đấy. Phải chị qua cái tuổi đó rồi, qua cái tuổi đọc truyện cổ tích rồi. 1001 bí kíp gì đó để trở thành thám tử. Đúng rồi, mà chị chưa kịp đọc luôn, thành ra là có điện thoại gọi tới là chị đã nhét tờ tiền này vô cái cuốn sách đó. Và cái cuốn sách đó đâu rồi? Cuốn sách này đúng không chị? À, đó đây nè. Trời ơi, là cái cuốn. Nhưng mà em thú thật với chị là em chưa lấy một cái tờ 500 ngàn nào. Em không biết nó nằm ở trang nào luôn chị. Chị có thể nói cho em biết là chị nhét vào trang số mấy không? Chị không có nhớ. Chị nhớ là chị nhét đại vô cái quyển này. Á, trời ơi, đây rồi. Tìm lại được mừng quá. Rồi em không nhận nha, không ngờ em giỏi như vậy đó. Trời, bây giờ tìm lại được tờ tiền này rồi. Chị là em không có lấy cái tờ tiền này. Chị xin lỗi em, nãy chị hơi bị nghi oan cho em. Thôi bây giờ vậy thì chị quyết định rồi. Chị đã nghĩ xấu em nên là chị phải bù cho em. Nên là cái tờ 500 này, hôm nay chị không có giữ cái tờ 500 này hết. Và chị sẽ sử dụng tờ 500 này thật là hợp lý cho em. Phải làm sao để mà thật công bằng đối với em. Cho nên là chị cho em đúng không? Chị nói một lần luôn, chị chưa nhữ trước mặt em. Không có, cho sao được mà cho. Cầm đi chợ đi, mua đồ ngon về đây. Rồi còn dư á chị em mình đi trà sữa, hiểu chưa? Đó, xài cho banh cái tờ 500 ngàn này luôn. Ủa chứ không có cho à? Bậy bạ, 500 ngàn của chị mà em. Với cả vậy nè, chị quyết định rồi. Bây giờ cái này chị không cần nữa. Cho em đọc luôn. Em đọc hết trong đó cho chị. Em thấm nhuần tất cả mọi tư tưởng, triết lý, công thức, phương pháp ở trong đó cho chị. Bỏ hết vô cái đầu của em. Để sau này đụng chuyện chị lấy em ra chị sai. Dạ thôi. Em muốn an phận kiếp ô xin.